Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một bước tiến đột phá nữa của Ducati khi mà họ ra mắt động cơ V-Twin V2 mới nhất, và đây cũng chính là động cơ V-Twin nhẹ nhất từ trước đến nay của Ducati. Các bạn cũng biết là khi mà nhắc đến Ducati thì chúng ta nghĩ ngay đến những động cơ V2 V-Twin huyền thoại của họ, và ngược lại, động cơ V2 gắn liền với lịch sử của Ducati. Trước đây thì chúng ta đã từng nghe rất là nhiều tin đồn là Ducati sẽ bỏ động cơ V2 để mà tập trung phát triển những động cơ mới, hợp thời hơn, hiện đại hơn, công suất tốt hơn. Dù sao đi nữa thì V2 cũng đã có một cái dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử của Ducati. Nhiều anh em cũng biết rằng chiếc Panigale V2 Final Edition đánh dấu sự kết thúc của dòng động cơ Super Quattro Over Square đó các bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Ducati sẽ không có từ bỏ cấu hình đã mang lại cho họ 400 chiến thắng và hơn 1.000 lần đứng trên bục vinh quang trong các giải đua dành cho các dòng xe thương mại. Vậy tại sao Ducati lại tiếp tục đi theo con đường này? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Nhưng mà trước hết các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh YouTube để mà tạo cái nguồn động lực cho mình ra nhiều video hơn nữa, phục vụ những tín đồ đam mê xe mô tô các bạn ha. Đầu tiên á, chúng ta sẽ nói về động cơ V2 mới này. Đây là động cơ có dung tích 890 phân khối và nhẹ nhất từ trước đến nay của Ducati, chỉ nặng có 54,4 kg mà thôi. Với dung tích là 890 phân khối á, thì động cơ này là có dung tích nhỏ hơn so với động cơ Super Quattro trước đây là 955 phân khối. Nhưng mà động cơ V2 mới này vẫn giữ cấu trúc over square siêu vuông đó các bạn, với đường kính piston là 96mm và hành trình là 61,5mm. Điều này mang lại khả năng động cơ có thể lên tua cao một cách dễ dàng, lên đến 11.350 vòng một phút, một con số rất ấn tượng cho một động cơ V-Twin các bạn ha. Đây là động cơ V-Twin nhẹ nhất từ trước đến nay mà Ducati từng sản xuất. Điều này có nghĩa là Ducati đã quyết tâm giảm khối lượng để mang lại trải nghiệm lái xe linh hoạt hơn. Hay là Ducati còn một cái mục tiêu nào khác? Với công suất cực đại là 120 mã lực ở vòng tua 10.750 vòng một phút và mô men xoắn cực đại là 93,6 Nm tại 8.250 vòng một phút, động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn linh hoạt, giúp chiếc xe phản hồi nhạy bén và điều khiển dễ dàng ở trên đường phố và đường đua. Nhưng mà một câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra, tại sao Ducati lại giảm dung tích động cơ? Nếu các bạn nhìn sang các đối thủ cạnh tranh khác á, như KTM hay là Yamaha đi, thì các bạn thấy là những hãng xe này đều quyết định là tăng dung tích động cơ hai xi lanh lên. KTM thì lên đến 990 phân khối. Trong khi đó thì Yamaha lúc trước động cơ 3 xi lanh của họ từ 849 thì họ cũng đã tăng lên 889 phân khối. Nhưng mà cái điều đặc biệt á, là động cơ mới của Ducati, động cơ V2 mới của Ducati có cái sức máy vẫn ngang ngửa, sức mạnh vẫn ngang ngửa với động cơ 3 xi lanh 890 phân khối của Yamaha. Và các bạn thấy là những động cơ 2 xi lanh 990 phân khối của KTM này, 3 xi lanh của Yamaha này và động cơ V-Twin mới của Ducati, ba cái động cơ này mặc dù là có dung tích động cơ khá là xem nhau, chỉ có cái anh KTM là anh hơi nhỉnh hơn, nhưng mà công suất vẫn như nhau. Điều đó cho thấy là Ducati vẫn duy trì được hiệu suất của động cơ và vẫn giảm được dung tích của động cơ. Đây là một minh chứng cho sự tiến bộ của Ducati trong việc thiết kế và áp dụng những công nghệ mà hãng đã nghiên cứu và phát triển. Chắc chắn là Ducati muốn giữ cho chiếc xe của mình vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người lái, nhưng mà vẫn không phải hy sinh đi sức mạnh của chiếc xe. Một câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải đặt ra đó là động cơ V-Twin này có còn giữ cái hệ thống van Desmodromic huyền thoại hay không? Đây là một cái hệ thống van mà Ducati đã tự hào trong suốt rất là nhiều năm. Câu trả lời là không.
Ducati đã thay thế hệ thống van Desmodromic truyền thống bằng hệ thống van lò xo tương tự như là động cơ V4 Gran Turismo. Việc bỏ qua hệ thống van Desmodromic không chỉ giúp động cơ vận hành mượt mà hơn mà còn tiết kiệm chi phí và giảm bớt công sức bảo trì. Thời gian kiểm tra độ hở van cũng được kéo dài lên đến 29.000 km, nhiều hơn 4.800 km so với động cơ Super Quattro trước đây, giúp người dùng giảm bớt chi phí và thời gian bảo trì. Nhưng một câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải đặt ra là khi mà động cơ này không còn sử dụng cái hệ thống Despo nữa thì làm sao Ducati vẫn đảm bảo sự mạnh mẽ và tính linh hoạt? Ducati trả lời cho câu hỏi này là nhờ vào công nghệ van biến thiên IVT, Intake Variable Timing. IVT là hệ thống điều khiển thời gian đóng mở van hút biến thiên, cho phép điều chỉnh thời gian mở van hút tùy thuộc vào tốc độ vòng quay của động cơ và độ mở của bướm ga. Công nghệ này giúp cung cấp mô men xoắn ổn định ở vòng tua thấp và không suy giảm khi động cơ hoạt động ở vòng tua cao. Nhờ IVT, hơn 70% mô men xoắn cực đại có sẵn từ vòng tua 3.000 vòng một phút. Điều này có nghĩa là ngay khi lái xe ở tốc độ thấp ở trong thành phố thì người lái vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của động cơ mà không cần phải xuống số liên tục. Để tối ưu hóa hiệu suất động cơ V2 mới sử dụng các vật liệu và thiết kế tiên tiến để giảm trọng lượng mà vẫn đảm bảo độ bền. Các van hút của động cơ được phủ lớp phủ DLC Diamond Like Carbon giúp giảm ma sát và tăng tuổi thọ. Thân van hút cũng được làm rỗng để giảm trọng lượng và các van được mạ chrome để chống mài mòn. Tất cả những chi tiết này cho thấy Ducati đã dồn hết tâm huyết để tạo ra một động cơ không chỉ mạnh mẽ mà còn bền bỉ và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống bơm nước của động cơ được thiết kế lại để tối ưu hóa vị trí lắp đặt. Bơm nước được đặt ngay bên phải đầu xi lanh trước và vận hành nhờ cặp bánh răng trên trục cam xả. Việc này giúp giảm số lượng ống cao su dẫn nước từ bộ tản nhiệt, đồng thời làm cho động cơ trở nên gọn gàng và hấp dẫn hơn. Ngoài những cải tiến về mặt cơ khí thì động cơ V-twin mới của Ducati còn được tích hợp các công nghệ điện tử hiện đại. Động cơ được trang bị hệ thống điều khiển bướm ga điện tử Drive-by-Wire cung cấp 4 chế độ công suất khác nhau, giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Hệ thống xăng số nhanh Ducati Quickship 2.0 cũng được trang bị trên động cơ này, giúp cho việc xăng số mượt mà và dễ dàng hơn. Đây là công nghệ rất hữu ích không chỉ trên đường đua mà còn cho những ai yêu thích tốc độ khi mà chạy xe ở trên đường phố. Một câu hỏi thú vị là động cơ V2 này được sử dụng trên các mẫu xe nào của Ducati? Câu hỏi này thì mình sẽ dành cho một video ngay sau cái video này. Tại vì như các bạn cũng đã biết là Ducati đã ra mắt Street Fighter V2 và Panigale V2 sử dụng động cơ mới này. Dĩ nhiên là động cơ này sẽ được sử dụng trên rất là nhiều các dòng xe khác nhau, Sport Bike, Naked Bike hoặc là Adventure. Đây là một cái bước đi hết sức là thông minh, cho phép Ducati sử dụng một nền tảng động cơ cho nhiều dòng xe khác nhau, tối ưu hóa sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng hơn của người tiêu dùng. Điều này có thể đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ thấy động cơ này xuất hiện trên các dòng như lúc nãy mình vừa nói đó, Panigale này, Street Fighter này và thậm chí là Multistrada. Sự ra mắt của động cơ V2 mới của Ducati không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ mà còn là một cái lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Ducati đối với thiết kế động cơ V-twin. Động cơ này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất mà còn mang lại sự linh hoạt này, sự bền bỉ này và dễ sử dụng hơn cho người tiêu dùng. Như vậy trong video này thì mình đã chia sẻ với các bạn về động cơ V2 mới của Ducati. Đây là động cơ V-twin nhẹ nhất 54,4 kg mà Ducati từng sản xuất trong lịch sử của mình. Động cơ này dự kiến sẽ được mang lên rất nhiều những chiếc xe tầm trung của Ducati để cho khách hàng dễ tiếp cận hơn, dễ sử dụng hơn nhưng mà vẫn đảm bảo sự phấn khích của một chiếc xe Ducati thuần túy. Các bạn thấy động cơ V2 mới của Ducati như thế nào thì hãy để suy nghĩ của các bạn vào trong phần bình luận của video này nha. Và đây có phải là một bước đi khôn khéo, khôn ngoan của Ducati hay không, trong khi các hãng sản xuất khác đều đã chuyển qua sử dụng những động cơ parallel twin. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye!